Xin kính chào các bạn học sinh, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của thầy Matt. Hôm nay thầy giới thiệu các bạn vấn đề sử dụng khi bật đẳng thức AMGM để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất. Thế thì các bạn chú ý trên kênh của thầy đã có nhiều bài giảng về AMGM in Squarespace đấy. Thì rõ ràng là các bạn có thể tham khảo bài học đó để giúp các bạn ôn bồi dưỡng học sinh giỏi này. Bài giảng này có chức năng bồi dưỡng học sinh giỏi này. Rồi ôn vào trường chuyên, ôn vào 10 đấy. Đấy, nội dung của bài học hôm nay đấy. Thế thì chúng ta sẽ cái bài đầu tiên đó là cho cái P sơ như thế này bằng cắn đi sơ cộng, cho cái biểu thức P bằng cắn đi sơ cộng với cắn của 2 trừ đi sơ. Ở đây là đi sơ lớn bằng 0, nhọn bằng 2. Đấy, điều kiện như vậy. Tìm giá trị lớn nhất của P. Thì lúc này chúng ta đi đến gợi chúng ta đi đến bật đẳng thức AMGM. Cụ thể là bật đẳng thức này. Dạng đơn giản là căn AB sẽ vẽ bằng A cộng B trên 2. Đấy. Và dấu băng xảy ra khi và chỉ khi A bằng B. Đấy, các bạn nhé. A bằng B. Và ở đây ta dự đoán là điểm rơi bật đẳng thức này giá trị lớn nhất đạt được khi sơ 1. Đấy, rồi từ đó ta sẽ có là cắn đi sơ. Thì các bạn viết thành là bằng cắn của x sơ nhân 1. Đấy. Bây giờ ta áp dụng bất đẳng thức AMGM cho x sơ và 1, cắn của x sơ 1. Thì cái nhỏ bằng là x sơ cộng 1 trên 2. Dấu băng trong bất đẳng thức này xảy ra khi và chỉ khi x sơ bằng 1. Đấy. Tương tự như vậy, cắn của 2 trừ x sơ thì ta sẽ viết thành bằng cắn của 2 trừ x sơ nhân cho 1. Thì cái này nhỏ bằng 2 trừ x sơ cộng 1 trên 3 trên 2. Do đó cái này sẽ bằng là 3 trừ x sơ trên 2. Đấy. Bây giờ đây là bật đẳng thức 1 các bạn này. Đây là bật đẳng thức 2. Cộng 1 và 2 vị theo vị, tức là từ 1 và 2. Thì các bạn sẽ suy ra được là cộng lại thì sẽ cắn x sơ cộng với cắn của 2 trừ x sơ bèn bằng x sơ cộng 1 trên 2 cộng với 3 trừ x sơ trên 2. Thì mất x sơ rồi là 4 x sơ trên 2 là bằng 2. Bạn nhé. Vậy từ đây suy ra P của chúng ta được đánh giá là bèn bằng 2. Bất đẳng thức này dấu băng xảy ra khi và chỉ khi là x sơ bằng 1. 2 trừ x sơ bằng 1 tức x sơ bằng 1 các bạn nhé. Và P bằng 2 khi và chỉ khi là x sơ bằng 1. Đấy. Vậy từ đây các bạn sẽ suy ra được P max là bằng 2. Tiếp tục chúng ta sẽ bài toán sau. Cho x sơ là những cái số lớn không nhỏ hơn 1. Q là 1 trên sơ cộng với 1 trên 2 trừ x sơ. Tìm Q min. Thì ở đây các bạn áp dụng cái hệ quả AMGM, tức là hệ quả này. A, B là những cái số lớn không thì ta sẽ suy ra 1 trên A cộng 1 trên B lớn bằng là 4 trên A cộng B. Bất đẳng thức này dấu băng xảy ra khi phải chỉ khi là A bằng B. Đấy. Thế thì đối bài này thì các bạn thấy rằng là ta áp dụng đây là x là A này, đây là B này. Thì áp dụng bất đẳng thức trên ta sẽ có Q lớn bằng 4 trên x cộng với 2 trừ x và kết quả là bằng 2. Và Q bằng 2 khi và chỉ khi là hai cái số A bằng B, tức là x bằng 2 trừ x tương đương với ở đây chỗ này thay nhầm một chút, đó là x lớn không nhỏ hơn 2 các bạn nhé. Đấy.
tương đương với XE01. Vậy từ đây suy ra Q min là bằng 2 khi XE01. Q min bằng 2. Còn nếu XE từ 0 đến 1 thì không tồn tại giá trị nhỏ nhất. Nó chỉ dẫn tới 1 thôi nha, tròn dẫn tới 1 thì sẽ bằng vô cùng, là không tồn tại. Nha các bạn nhá. Khi XE từ 0 đến 1 thì không tồn tại giá trị lớn nhất. Tiếp tục bài tiếp theo, thầy cho ABC là những cái số dương tổng bằng 3. B là bằng căn bậc 3 của A cộng B cộng căn bậc 3 B cộng C cộng căn bậc 3 của C cộng A, tìm giá trị P max. Thì ở đây ta dự đoán điểm rơi là khi A bằng B bằng C bằng 1. Thì lúc này A cộng B là bằng 2. Do đó ở đây ta phải áp dụng như sau, đó là ta sẽ viết cái căn bậc 3 của A cộng B thì sẽ bằng căn bậc 3 của A cộng B nhân 2 trên căn bậc 3 của 4. Đấy. Bây giờ áp dụng AMGM thì cái này sẽ nhỏ bằng, đây là căn bậc 3 của 4 này, thì đây là 1/3 của A cộng B cộng 2 là cộng 4 bạn nhá. Dấu bằng xảy ra khi phải chỉ khi A cộng B bằng 2. Đấy. Và tương tự như vậy các em áp dụng các bất đẳng thức còn lại. Đấy, B cộng C, C cộng A. Thì lúc này các bạn sẽ có P sẽ bén bằng là gì? Mẫu số chúng là căn bậc 3 của 4. Còn đây là 1/3 của A cộng B, B cộng C là 2, A cộng B cộng C cộng 3, 4, 12. Đấy. Mà do A cộng B cộng C bằng 3 rồi bạn nhá, thì đây là 6. 6 cộng với 6 cộng với 12 là 18. 18 chia 3 là 6, 3, 18 là 6 trên căn bậc 3 của 4. Đấy. Các bạn có thể trục căn thức ở màu, tức là gì nào, là rút gọn cả từ màu là 6 trên 4 là 3/2. Cái này là phép, cái này chính là 3/2 nhân với căn bậc 3 của 2. À, đúng chưa, bằng 6 này nhân cả từ cả màu cho căn bậc 3 của 2 là 6 căn bậc 3 của 2 trên 2. Vậy cái này sẽ là 3 căn hạ, 3 căn bậc 3 của 2 các bạn nhá. Vậy từ đây ta sẽ có cái đánh giá là gì? Ta sẽ có là P của chúng ta, cái biểu thức P của chúng ta là nhỏ bằng 3 căn bậc 3 của 2. Và P bằng 3 căn bậc 3 của 2 khi vậy chỉ khi A bằng B bằng C bằng 1. Các bạn nhá. Vậy từ đây suy ra P max bằng 3 căn bậc 3 của 2. Đấy, các bạn nhá. Tương tự như vậy các bạn sẽ tiếp cái bài toán tiếp theo là cho ABC là những cái số dương A cộng B cộng C bằng 3. T là 1 trên căn A cộng 1 trên căn B cộng 1 trên C, tìm T min. Thì ở đây các bạn đánh giá mẫu, đầu tiên các đánh giá mẫu căn A sẽ nhỏ hơn A cộng 1 trên 2, cho đó từ đây ta sẽ có T sẽ nhỏ lớn bằng, ta có T lớn bằng là 1 trên A cộng 2 cộng 1 trên 2. Tương tự như vậy 1 trên B là 1 trên lớn bằng là B cộng 1 trên 2 cộng với 1 trên C là lớn bằng là C cộng 1 trên 2. Thì từ đây suy ra T trên 2 sẽ lớn bằng là 1 trên A cộng 1 cộng với 1 trên B cộng 1 cộng 1 trên C cộng 1.
bây giờ áp dụng hệ quả của bài toán thức AMGM thì lúc này cái này sẽ lớn bằng 9 trên A cộng 1 nhân cộng B cộng 1 cộng với C cộng 1, và cái này sẽ bằng này 9 trên 6, 9 phần 6 là 3 phần 2 đấy các bạn nhé. Vậy T trên 2 lớn bằng 3 phần 2 thì đây suy ra T lớn bằng 3 đấy. Và dấu bằng sẽ ra khi A bằng B bằng C bằng 1 đấy. T bằng 3 khi vậy chỉ khi A bằng B bằng C bằng 1. Vậy suy ra T min là bằng 3 quả nhé. Đấy. Thì trong cái thời gian này thầy giới thiệu các em một số cái cách sử dụng mà bài toán thức AMGM để tìm min max. Ba này có vấn đề đấy là find min max with AM GM equality, tức là dùng bài toán thức AMGM để tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất ở cái dạng thông dụng của bạn nhé. Hy vọng rằng cái bài giảng của thầy sẽ giúp các bạn học toán được tốt nhất. Cuối cùng chào các em, hẹn gặp lại các em trong dịp cận nhật.